Trái đất đang ở thời kỳ nóng nhất trong lịch sử và con người đang tìm cách ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu. Một nhóm nhà thiên văn học và vật lý học đề xuất ý tưởng tiềm năng giống phim khoa học viễn tưởng. Đó là sử dụng một chiếc ô khổng lồ trôi nổi trong không gian. Ý tưởng của họ là tạo ra một vật chắn nắng và phóng tới điểm giữa trái đất và mặt trời để chặn một phần nhỏ bức xạ đủ để đối phó tình trạng ấm lên. Và mới đây nhất, giáo sư Joram Rosen và nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Không gian Asher thuộc Viện Công nghệ Tech miền Bắc Israel, mong muốn tạo ra một tấm chắn nắng lớn có thể làm chậm quá trình nóng lên của trái đất. Dự án này có tên gọi Cool Earth, hay trái đất mát mẻ. Ý tưởng này là phóng một tấm chắn lớn nặng 2,5 triệu tấn, bay xa 1,5 triệu km vào không gian, đến một khu vực cụ thể, nơi chịu tác động tối thiểu của áp suất hấp dẫn và gió mặt trời. Bóng dâm sẽ di chuyển cùng trái đất khi nó quay quanh mặt trời, chủ yếu ở phía trên các khu vực xích đạo. Tấm chắn mờ đục sẽ được làm bằng vật liệu mỏng và phản chiếu đã được sử dụng trong các cánh buồm đẩy năng lượng mặt trời trong không gian. Ông Rosen giải thích, nó không giống như khi một đám mây đi giữa bạn và mặt trời, nó giống như sự khác biệt về ánh sáng giữa trưa và 14 giờ chiều hơn. Theo dữ liệu, tác động lên sinh học và quá trình quang hợp sẽ không đáng kể. Theo ông Rosen, tấm chắn sẽ cần một bộ phận điều khiển, một tàu vũ trụ sẽ xoay nó và quyết định nó ở đâu, cũng như khi nào thì bật và tắt. Vệ tinh sẽ gửi về trái đất những bức ảnh về hướng của bóng dâm ở những vị trí khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Nếu tấm chắn được triển khai, trái đất sẽ cần 18 tháng để giảm nhiệt 1,5 độ C. Khi đạt được mục tiêu đó, một vài phần bóng dâm sẽ được giữ lại để duy trì nhiệt độ. Phần còn lại có thể được đưa về phía mặt trời. Nguyên mẫu có thể được đưa ra trong vòng từ 3 đến 4 năm tới sau khi có nguồn ngân sách. Tuy nhiên, hiện vấn đề chính là chi phí đắt đỏ của dự án. Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí khoa học Nature, toàn bộ dự án trên ước tính trị giá 30.000 tỷ đô la Mỹ nhiều hơn GDP của Mỹ hiện nay, nhưng ít hơn con số 38.000 tỷ đô la Mỹ ước tính về thiệt hại hàng năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Trong khi đó, các nhà khoa học tính toán chỉ cần chặn khoảng 2% bức xạ mặt trời là đủ để nhiệt độ trái đất giảm 1,5 độ C và nằm trong giới hạn khí hậu cho phép. Do khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ, mối quan tâm đối với tấm che mặt trời cũng tăng lên, thôi thúc giới nghiên cứu đưa ra nhiều ý tưởng đa dạng hơn. Năm ngoái, Isvan Sajapuri, nhà nghiên cứu ở Viện Thiên văn học thuộc Đại học Hawaii, cũng đề xuất buộc tấm chắn mặt trời lớn và tiểu hành tinh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh đổi mới phòng ngừa dịch bệnh CP mới đây đã kêu gọi nghiên cứu hợp tác trên toàn cầu để chuẩn bị cho các đại dịch tiềm tàng. Theo WHO, khung khoa học về công tác chuẩn bị nghiên cứu dịch bệnh và đại dịch sẽ giúp định hướng và phối hợp nghiên cứu về toàn bộ các họ mầm bệnh, một chiến lược nhằm tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng của thế giới với các biến thể không lường trước đối với các mầm bệnh mới nổi sự lan truyền từ động vật sang người và các mối đe dọa chưa biết được gọi là mầm bệnh X hay dịch bệnh X. WHO nhận định thực tế nhiều năm qua cho thấy đại dịch tiếp theo là vấn đề thời gian, không phải là có hay không. Do đó, các nước cần sự kết hợp giữa khoa học và quyết tâm để cùng nhau chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Việc nâng cao kiến thức về nhiều tác nhân gây bệnh là dự án toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của các nhà khoa học từ mọi quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này who đang thu hút các viện nghiên cứu trên toàn thế giới thành lập một liên đoàn nghiên cứu mở hợp tác cho mỗi họ mầm bệnh các liên đoàn này sẽ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu nhà phát triển nhà tài trợ nhà quản lý chuyên gia với mục đích thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu lớn hơn và sự tham gia công bằng đặc biệt là từ những nơi mà các tác nhân gây bệnh được biết đến hoặc có khả năng lưu hành cao được biết dịch bệnh x một khi bùng phát có thể gây nguy hiểm gấp 20 lần so với COVID-19. Hồi tháng 1 năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, ông Tedros Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia ký kết hiệp ước đại dịch của tổ chức này để chuẩn bị cho sự bùng phát của bệnh X. Ông Ghebreyesus cho rằng COVID-19 là dịch bệnh X đầu tiên nhưng quan trọng hơn cả là cần phải chuẩn bị để đối phó với một đại dịch khác. Ông cho biết có những nguy cơ dù chúng ta chưa biết nhưng hoàn toàn có thể xảy ra và vấn đề chỉ là về mặt thời gian. Vì vậy, chúng ta cần phải dự phòng cho những điều tồi tệ sắp tới. Viện dẫn số lượng người thiệt mạng trong đại dịch Covid-19, vị quan chức nhấn mạnh, nguyên nhân chính phần lớn đến từ thiếu sót trong công tác chuẩn bị, quản lý bệnh nhân của các cơ quan, đội ngũ y tế. Điều đáng lẽ ra phải làm tốt hơn để có thể cứu sống thêm nhiều người. Ông cho biết, hiệp ước sẽ giúp thế giới phản ứng tốt hơn trước đợt bùng phát dịch bệnh khác. Vào năm 2022, WHO đã bổ sung X vào danh sách các mầm bệnh cần phải theo dõi chặt chẽ, được công bố lần đầu tiên vào năm 2017 và cảnh báo về việc nó có thể trở thành đại dịch nghiêm trọng trên toàn cầu. Vừa qua, một dãy nhà 4 tầng ở quận Kunlu, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã đổ sập sau trận mưa lớn và bị dòng nước xiết của sông Pavati cuốn trôi trong tích tắc. Theo Time News, một quan chức quận cho biết, Tòa nhà trên được dùng làm chợ rau. Mọi người đã được sơ tán trước khi nó đổ và không ai bị thương trong vụ việc. Video được nhân chứng ghi lại cho thấy do mưa lớn khiến nước sông Pavati dâng cao dữ dội ngay phía sau tòa nhà trước khi nó bị đổ sập. Nguồn tin từ cơ quan khí tượng thủy văn bang Himachal Pradesh cho biết, khu vực này đang trải qua nhiều trận mưa lớn liên tiếp dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất. Trước đó, cơ quan khí tượng Ấn Độ ghi nhận lượng mưa đạt 183 mm trong 24 giờ qua tại điểm đến du lịch nổi tiếng Đo Haram Sala ở bang Himachal Pradesh. Bên cạnh đó, một trận mưa lớn ở New Delhi với tổng lượng mưa lên tới 147 mm ở phía đông thành phố và các vùng ngoại ô, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Người dân Ấn Độ đang trải qua một loạt sự kiện thời tiết cực đoan trong vài tháng trở lại, từ nắng nóng tới mưa lớn và lũ lụt gây thương vong. Tính đến chiều mùng 4 tháng 8, đã có 8 người thiệt mạng và 19 người mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở thành phố Khang Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, số người thiệt mạng và mất tích do lũ quét và lở đất nói trên do chính quyền địa phương đưa ra. Thảm họa này xảy ra vào dạng sáng ngày trước đó tại thành phố Khang Định, phá hủy nhà cửa ở một ngôi làng. Nhà chức trách địa phương đã khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ sau sự việc. Gần 1.450 nhân viên đã được triển khai, hơn 930 cư dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho hay, một máy bay không người lái UAV cỡ lớn đã được điều động đến thành phố Khang Định để hỗ trợ liên lạc. Bộ này cho hay, dù tổng lượng mưa ở Trung Quốc sẽ giảm bớt trong vài ngày tới, tuy nhiên, một số khu vực Đông Bắc, lưu vực sông Hoàng và sông Hoài và tỉnh Vân Nam vẫn có mưa đáng kể. Cũng theo Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, tình hình kiểm soát lũ lụt ở nước này vẫn còn nhiều thách thức khi mực nước vẫn cao hơn mức cảnh báo ở một số con sông ở phía đông bắc, bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi duy trì cảnh giác trước các thảm họa thứ cấp do mưa lớn và lũ lụt gây ra, yêu cầu quản lý an toàn chặt chẽ hơn đối với các điểm tham quan ven sông và các tuyến đường chính gần sườn núi và vách đá. Vừa qua, hình ảnh vệ tinh cho thấy đã phát hiện hai máy bay Y-20 của không quân Trung Quốc ở sân bay Anadia thuộc Chukotka của vùng Viễn Đông Nga hôm 24 tháng 7. Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ quân sự được củng cố giữa Bắc Kinh và Moscow, báo Sao Channel Morning Post dẫn lại phân tích do Đại học Tokyo của Nhật Bản công bố hôm mùng 2 tháng 8 cho thấy các máy bay i 20 xuất hiện cùng ngày các oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc tham gia tuần tra chung với hai máy bay ném bom Nga Tu-95MS ở biển Chukchi và biển Bering, rìa bắc của Thái Bình Dương giáp Bắc Cực. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của máy bay H-6 của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển nước Mỹ là một dấu mốc quan trọng trong việc Bắc Kinh đang ngày càng muốn chứng tỏ sức mạnh. Được biết, hôm 24 tháng 7, hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga và hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đã bị các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada theo dõi và chặn lại khi chúng tiến gần không phận ngoài khơi bang Alaska. Các máy bay của Trung Quốc khi đó đang thực hiện các cuộc tuần tra chung với Nga trên không, trên vùng biển Trúc Trì và Bering cũng như Bắc Thái Bình Dương. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Trung Quốc bay trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Đây cũng là lần đầu tiên máy bay phản lực của Trung Quốc và Nga cất cánh từ cùng một căn cứ ở đông bắc nước Nga. Bất kể thế nào, đây là một diễn biến quan trọng khi nói đến khả năng thể hiện sức mạnh của Bắc Kinh, đồng thời cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Moscow đã được củng cố đáng kể kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Giới phân tích nhận định, sự xuất hiện của máy bay H6 của Trung Quốc trong khu vực vẫn là một diễn biến lớn và đặc biệt là khi kết hợp với Tu-95, rõ ràng là nhằm gửi đi một tín hiệu tới Mỹ. Máy bay H6 thường là loại máy bay mang tên lửa và việc chúng bay gần bờ biển Alaska do đó cho thấy khả năng mới của lực lượng Trung Quốc trong việc đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tu-95 và H6 của Nga và Trung Quốc thực hiện các cuộc tuần tra tầm xa cùng nhau. Tuy nhiên, điều này làm nổi bật sự hợp tác quân sự đáng kể giữa hai nước. Trong khi đó, báo cáo mới của Đại học Tokyo phân tích rằng oanh tạc cơ H6K tầm hoạt động khoảng 6.000 km, không thể thực hiện quãng đường đi từ Trung Quốc đến biển Bering nên chỉ có thể xuất kích từ một sân bay Nga gần đó. Theo báo cáo, vì thế có khả năng cao là H6K được triển khai từ một căn cứ ở Nga để đến Bắc Cực. Để chứng minh lập luận trên, đội ngũ Đại học Tokyo sử dụng vệ tinh quang học độ phân giải cao ra soát các sân bay trong phạm vi xung quanh và phát hiện hai máy bay vận tải cỡ lớn của Trung Quốc là Y-20 ở sân bay Anadia. Báo cáo kết luận, chúng được cho là đã đến hỗ trợ cho H-6K.